Chào tất cả các anh chị. Hôm nay em tiếp tục bàn giao về một chiếc xe này. Bên em tiếp tục bàn giao chiếc xe này về Bình Thuận. Thì đây là một chiếc xe do anh con trai ở Mỹ và cô Nga ở Mỹ đặt cho bác ở Bình Thuận. Đấy. Thì hiện tại chắc là bác đang ở Việt Nam, còn hai mẹ con thì ở Mỹ thì đặt chiếc xe này cho bác. Thì đây là một chiếc F12 khá là đẹp. Đấy. Thì sau khi tham khảo kênh YouTube cũng như rất là nhiều website đồ các cái đơn vị khác thì anh với cô cũng quyết định là lựa chọn Tâm Đức để ra chiếc xe này. Đấy, thì sau rất là nhiều cái sự cân nhắc đó, thì đây là video này là đã gần như là hoàn thiện cái chiếc xe này. Đấy, thì em quay lên đây tức là giới thiệu về chiếc xe này cho mọi người cùng tham khảo, cũng như là gửi cái video này cho anh với lại cô cùng xem luôn. Đấy, thì em quay thử một chút xíu ha. Đó, đây là giống như mọi hôm thì bên em có ráp sườn F12 kết hợp với vành găm Panolo, kết hợp với lại group ở đây thì là Utega. Đấy, hầu như rất là hiếm Utega tại thời điểm này, rất là hiếm anh chị nhé. Đấy, thì bây giờ em sẽ quay chi tiết cho các anh chị cùng xem nha. Ok, let's go. Đấy, thì nhìn tổng thể cả một chiếc xe thì nó rất là đẹp, cân đối đều anh chị nha. Thật ra em khen miết à, tại vì là em khen miết thì các bác lên trên YouTube nói thằng này bán hàng sao mà khen nhiều thế, nhưng mà đúng nó đẹp thật. Đấy, mình nó xấu mình khen nó đẹp mà mình cứ nói nó xấu hoài thì đúng nó không đúng với khách quan, đúng không anh chị? Anh chị nhìn nãy thấy nó đẹp đúng không? Đấy, nhưng mà nó đắt mà. Con này ráp hết 50 mấy triệu, đấy xài rút Utega ráp hết 50 mấy triệu thì đúng nó đắt thật. Đấy, nửa trăm triệu một con xe mà con xe đạp các anh chị ạ. Đấy, full rút Utega các anh chị nhá, full rút Utega. Đấy, bàn đạp Brumman này, bậc đạn này, Utega anh chị ha. Vành Campanolo phía sau, 3 chấu 3 chấu 1, đi rất là đẹp. Đấy, clip của Utega 11-28 này anh chị ha, vành Campanolo. Đấy, mình nhìn cả một con xe mình thấy nói chung là đi cái này khá là ngầu. Đấy, nếu mà làm quà thì quá tuyệt vời luôn anh chị. Đó, đây là em quay khung anh chị xem á, nhìn ghiền lắm. Đấy, nhìn lắm. À, có cái xe khung F12 các anh chị, thường thường nó sẽ không có cái này các anh chị nhé. Thì hôm trước là bên mình có ráp gửi về một chiếc xe ở cho anh nha, anh ở Vũng Tàu, thì anh ấy có phản hồi là cái này không có cái này thì nước nó vào khung. Thực ra thì ở dưới khung nó cũng có một cái lỗ anh chị, nhưng mà về cơ bản thì cái này nó cũng có cái hai cái dở. Cái hay là có thể là nhìn nó nước nó vào không vào được khung ấy, nhưng mà cái dở là nhìn vào nó cũng hơi mất, gọi là nó không có đẹp cho lắm, tại vì nhìn vào thấy miếng cao su nó dính vào nó hơi mất giá xe một chút xíu. Tuy nhiên là bên theo lời góp ý của anh thì bên em cũng có đi kiếm được khoảng đâu mấy chục cái về để khẳng kho, thì chắc là cũng khi nào ráp xe thì cũng sẽ để lại cho các anh chị bỏ vào như vậy, thì ai về ai thích xài thì mình xài, còn không thích xài thì mình có thể mình gỡ ra anh chị nhé. Tức là cái miếng cao su này nè. Đấy, thì tại vì mình thấy nó cũng hơi lòm nhòm chút xíu. Đấy, bỏ vào thì có thấy cũng được đấy anh chị nhé. Yên này, cái là yên Brumman các anh chị ạ. Yên Brumman, yên Brumman anh chị nhé. Đó, về cơ bản thì em thấy trời nó cũng đẹp đấy, tốn tiền mà. Ok, tạm thời thì em qua cái video này em gửi lại cho các chị cùng xem, cũng như là cô Nga với lại anh Jordan Nguyễn anh nhé. Rồi, xin chân thành cảm ơn anh đã tin tưởng Tâm Đức và đặt hàng ở Tâm Đức. Xin chúc anh và gia đình cùng tất cả mọi người thật là sức khỏe, và đặc biệt là các anh chị ở Việt Nam thì an toàn trong mùa dịch, đặc biệt là ở khu vực miền Nam anh em mình chắc là phải tuân thủ quy định chỉ thị 16 của chính phủ và đồng hành cùng chính phủ trong cái giai đoạn này để sớm vượt qua cái thời điểm khó khăn của dịch bệnh và quay trở lại cái nguồn công việc bình thường anh chị ạ. Xin chào anh chị nhé. Xin chào.